Thì chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái đồng nào mà được những tổ chức đầu tư quan tâm đến Thì đây là thống kê của quỹ đầu tư tuần vừa rồi Thì thống kê này đã mỗi tuần ra một lần bởi CoinShares Và thống kê này là nói về những tài liệu chúng ta đã biết tuần trước đó Xem coi là những thứ đầu tư đó Như là các bạn thấy là những công ty như là công ty Rayscale, CoinShares, CoinShares Physical, 3iQ 21 Shares, Purpose, ETC Group, Bitwise và một số những công ty khác thì cái dòng tiền như thế nào họ rút ra hay là họ đổ vào thêm thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tài liệu đó thì tổng cộng tuần vừa rồi chúng ta có 98 triệu à, 97,8 triệu để nó chính xác hơn đã được đưa vào trong thị trường crypto này bởi những quy đầu tư mà chúng ta mới vừa nói đến đây là tính chung hết tất cả và đây là tuần thứ ba liên tục có nghĩa là các bạn nhìn thấy được đó, là chúng ta thấy được là đây là tuần thứ ba liên tục mà chúng ta có cái số lượng tiền đổ vào nhiều hơn rút ra tại vì trước đó nữa các bạn thấy được là hầu như là 6 tuần liên tục là tiền rút ra tuy là không có nhiều nhưng mà chúng ta thấy được là vẫn là dấu hiệu là tiền rút ra và những tổ chủ đầu tư chứ không phải là nạp vào nhưng mà ba tuần vừa rồi là ba tuần liên tục và cái tuần mới đây là cái tuần mà chúng ta thấy được là có cái số lượng là gần như 98 triệu đổ vào thêm thì họ đổ vào như thế nào các bạn thấy được chúng ta thấy là phần lớn trong con số 98 triệu đó là 58,9 triệu là vào trong quỹ đầu tư Bitcoin. Đương nhiên, điều này cũng không gì là lạ, Bitcoin đồng lớn nhất. Kế tiếp là đồng lớn thứ nhì là Ethereum 14,4 triệu. Cũng không gì là lạ nhưng mà các bạn thấy được là đồng thứ ba mà rất nhiều quỹ đầu tư quan tâm đến đó chính là Solana. Tôi như rồi đã có 13,2 triệu đứng hạng thứ ba trong tổng số tiền 98 triệu này đổ vào đó chính là đổ vào Solana. Kế tiếp nữa là vào đồng Cardano, đồng ADA và sau đó chúng ta thấy được là Polkadot 2,7 triệu và chúng ta thấy được là sau đó là Ripple 1,2 triệu và cuối cùng là Bitcoin Cash và những đồng nhỏ khác đó là cái à, thứ tự của cái số tiền đổ vào đồng nào nhiều hơn đồng ít hơn và các bạn thấy được là tính cho tới bây giờ đó thì à, những cái altcoin đã chiếm tổng cộng là 35% của tổng số tiền đầu tư của những cái quỹ này và khi mà chúng ta nhìn vào thì rất là rõ ràng là ngoại trừ Ether ra những nhà đầu tư đã quan tâm đến Solana, họ đã quan tâm đến Cardano, họ bắt đầu quan tâm đến Polkadot, vân vân. Đây là cái thống kê mới nhất bởi CoinShares. Nói tới Ethereum đó thì khác với Bitcoin đó chính là đối với Ethereum thì 4 ngày qua chúng ta thấy hiện tượng là chúng ta có thêm Ether ở trên những cái sàn giao dịch. Tuy nhiên là cái phần trăm đi xuống của Ethereum đó so với Bitcoin thì cái phần trăm đi xuống cũng không có gì gọi là quá khác thường. Các bạn thấy được chúng ta À, nhìn vào trong vòng 7 ngày qua thì bitcoin còn xuống 5%, Ethereum xuống 8%, có nhiều đồng khác như là các bạn thấy Cardano thì xuống con số nhiều hơn. Trong vòng một tuần qua sao có được xuống mạnh như rồi. Nhưng mà trên thực tế chúng ta được là có thêm Ether 4 ngày liên tục đưa lên sàn nhiều hơn rút ra. Nhưng mà cái sự ảnh hưởng đến giá mà ảnh hưởng nhiều hơn á, thì vẫn chưa thấy rõ bây giờ. Tuy là Ether... Uh, có cái sự xuống giá nhiều hơn là Bitcoin Nhưng mà các bạn thấy được là trong vòng một tuần qua Vẫn có rất nhiều altcoin lớn xuống nhiều hơn là Ethereum Đó chính là Cardano hay là đồng BNB Thậm chí các bạn thấy được là XRP cũng xuống gần như là Ethereum Thì đây là tài liệu thường sẽ tiếp tục theo dõi mà thôi Nhưng mà trên căn bản đó Cái xu hướng một năm qua của Ether Cái đường màu xanh này là cái số lượng Ether trên những sàn giao dịch Thì cái xu hướng vẫn là cái xu hướng đi xuống Và chúng ta thấy được là gần đây có thêm Ether trên sàn thì cái độ giảm đã giảm đi. Chúng ta thấy được là có một cái phần tăng trưởng này. Nhưng mà có phải là đây là cái trend dài hạn hay không chúng ta không biết. Tại vì các bạn thấy được nhìn một năm qua cũng có rất là nhiều đợt. Các bạn thấy được là Ethereum có thêm trên sàn. Nhưng mà sau đó Ethereum lại trở về là cái xu hướng là Ether mất đi trên sàn lại có thêm. Rồi sau đó lại trở về là Ether lại mất đi trên sàn cho nên đây là điều mà mình sẽ tiếp tục theo dõi để mà chia sẻ với các bạn Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới Cardano thì uh, hôm nay là ngày 9 tây tại Hoa Kỳ thì cái ngày cập nhật của uh, uh, Cardano chỉ còn có 3 ngày nữa thôi có nghĩa là ngày 12 tây tháng 9 và ở cái uh, epoch là 290 sẽ có cập nhật của Cardano thì uh, đây là thông báo đến từ sàn Binance sàn Binance nói là nếu như các bạn có Cardano thì uh, sàn Binance sẽ hỗ trợ cái hard fork này nhưng mà các bạn cần nên hiểu là bắt đầu là từ lúc là 9 giờ 14 phút giờ UTC ngày 20 tháng 9 ấy, Thì sàn Binance sẽ ngưng không cho các bạn rút Tuy nhiên trading sẽ không bị ảnh hưởng Có nghĩa là những bạn nào muốn trade Cardano vẫn có thể tiếp tục trade Nhưng mà rút ra thì phải chờ cho đến khi nào mà mạng lưới của Cardano ổn định Sau cái đợt hard fork này thì Binance sẽ thông báo đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những thông tin nổi bật ngày hôm nay đi thì chúng ta có hai thông tin tốt và hai thông tin không tốt lắm thông tin tốt đó chúng ta được là chúng ta nói tới nước đức đi thì nước đức có một cái quỹ đầu tư công ty rất lớn gọi là DZ Bank. thì công ty này tổng cộng nó quản lý lên tới 507 tỷ đô la. Nhưng mà trong công ty này nó có nhiều cái công ty khác nhau ở trong cái công ty lớn này, đó chính là chúng ta có tới 800 ngân hàng trong cái công ty DJ Bank Group này. Và trong đó một trong những cái công ty đầu tư trong cái nhóm 800 ngân hàng này, đó chính là công ty Union Investment. Và công ty Union Investment này đó nói là họ đã chuẩn bị sẵn sàng để mà có Bitcoin trong quỹ đầu tư của họ Nhất là quỹ đầu tư gọi là Private Funds Flexible Pro Thì họ sẽ bắt đầu đó là khoảng chừng là cái quý 4 này họ sẽ bắt đầu là để vào khoảng chừng là 1-2% chương mục của họ và Bitcoin mà thôi rồi uh, sẽ tính tiếp nhưng mà các bạn thấy được là cũng như là nhiều người các bạn bắt đầu từ 1 tới hai phần trăm nhưng mà xây qua well, sau lại các bạn thấy được là bitcoin cuối cùng đã chiếm phần trăm rất lớn trong cái quỹ đầu tư rồi cho nên đây là cái bước tiến tới của một công ty ở germany các bạn có thể nhớ là gần đây germany đã có cái luật mới là cho phép những quỹ đầu tư có thể đầu tư vào bitcoin chúng ta tiếp tục theo dõi thông tin này kế tiếp nữa chúng ta được là một công ty khác rất lớn đó chính là mastercard thì uh, MasterCoin đã mua một công ty gọi là CyberTrace, thì đây là một công ty chuyên về nghiên cứu tài liệu on-chain uh, liên quan đến những cái uh, việc lừa đảo những cái dịch vụ lừa đảo ở trên on-chain để uh, có thể là cung cấp dữ liệu này cho Mastercard tại vì đương nhiên cái bài được Mastercard là công ty mà cho các bạn thanh toán thì đương nhiên họ muốn À, có những cái thông tin dữ liệu là những thanh toán nào có thể là lừa đảo để họ có thể ngưng thì các bạn thấy được là đây là cái bước tiến tới của Mastercard để họ có thể cung cấp thêm dịch vụ trong thị trường crypto này. Bây giờ đó công ty Mastercard cũng đã à, làm việc chung với lại một số những cái công ty khác như là các bạn thấy được là công ty Apple hay là công ty Gemini về BitPay để có thể đưa ra những cái thẻ à, Mastercard tín dụng hay là cái thẻ ngân hàng dựa theo công nghệ của Mastercard. thì tại sao họ lại làm như vậy? Mastercard là một trong những công ty mà trước đây liên tục chỉ trích crypto Thì uh, cũng như thường đã chia sẻ ngày hôm qua liên quan tới cái lý thuyết game hay là game theory Thì các bạn thường được là lý thuyết này cho thấy được là nếu như mà mình không làm, người khác làm Thì uh, có thể dẫn đến là người khác sẽ được tất cả lợi nhuận Cho nên các bạn thấy được là gần đây, công ty mà hoạt động rất mạnh trong thị trường này Đó chính là công ty đối đầu với lại Mastercard là Visa Card Visa đã có nhiều cái đối tác trong thị trường này đưa ra nhiều cái thẻ Visa khác nhau thậm chí bản thân thường cũng sử dụng thẻ BlockFi à, là sự hợp tác của BlockFi và Visa thì các bạn thấy được là không những gì họ còn hỗ trợ uh, thanh toán bằng uh, đồng ổn định và thậm chí gần đây họ còn mua NFT cho nên Visa hoạt động rất mạnh trong thị trường này thì uh, đương nhiên Mastercard họ sẽ không có muốn bị bỏ lại sau lưng lý thuyết Game Theory như thường đã chia sẻ với các bạn ngày hôm qua kế tiếp nữa là hai thông tin mà không tốt thì em nói cũng không phải là không tốt nữa thường cũng cảm thấy là cũng khá là buồn cười đầu tiên đó chính là cái thông tin liên quan đến uh, ngân hàng ở nước úc đây là điều mà làm thường cũng khá là bất ngờ tại vì dựa theo cái thông tin này những bạn nào mà sống ở nước úc thì uh, cho thường thêm thông tin tại vì thường không có rành về tình hình ở nước úc nhưng mà dựa theo tài liệu đó thì có hai ngân hàng hôm nay từ nước úc đã nói là họ không có ủng hộ cái việc là người ta dùng ngân hàng của họ để mà đầu tư vào thị trường crypto này trong đó chúng ta có ngân hàng National Australia Bank và ngân hàng Westpac thì đây không phải là hai ngân hàng duy nhất mà dựa theo tài liệu này đã có tới khoảng chừng là hơn 90 ngân hàng là không có thiện cảm với lại thị trường crypto này ở nước Úc đó là điều mà rất là bất ngờ tại vì nước úc là một trong những cái quốc gia mà thật ra mà nói có cái sự chấp nhận crypto khá cao thậm chí còn cao hơn cả nước anh hay là hoa kỳ nữa nhưng mà không biết tại sao mà ngân hàng nước úc lại có nhiều cái ngân hàng đối đầu với thị trường này như vậy và thậm chí những cái công ty liên quan đến crypto đó không thể lên sàn chứng khoán của nước úc mà phải lên sàn chứng khoán ở quốc tế như là chứng khoán ở hoa kỳ À, những cái thị trường như là Snapchat vân vân thì đây là tài liệu liên quan tới nước úc mà thường muốn chia sẻ với các bạn thường nghĩ là đây là tài liệu à, tương tự chúng ta đã nhận được từ hoa kỳ cách đây là khoảng chừng 3 năm lúc đó các bạn cũng đang nhớ là nhiều ngân hàng như là bank of america hay là jp morgan chase không cho sử dụng ngân hàng của họ để mà mua crypto cũng như là họ không muốn làm việc với những công ty crypto cung cấp cho những ngân hàng nhưng bây giờ họ cũng đã chấp nhận rồi tại vì họ không làm người khác làm thì họ sẽ mất đi lợi nhuận đây là tài liệu liên quan tới nước Úc Và kế tiếp là tài liệu liên quan tới Thủy Điển Và ngân hàng chứng minh Thụy Điển đã nói gì? Họ nói là Bitcoin sẽ sụp đổ Thì uh, các bạn thấy được là tại sao họ lại nghĩ là Bitcoin sẽ sụp đổ Thì dựa theo thống đốc ngân hàng chứng minh Thủy Điển nói là Ông ta so sánh Bitcoin nó như là uh, cái hiện tượng người ta đi uh, sưu tầm STEM STEM mà các bạn gửi thơ đó, những cái STEM đó Thì các bạn thấy được là nói tới đây thôi cũng không cần phải nói nhiều nữa uh, làm sao mà có thể so sánh Bitcoin như là sưu tầm stem được Bitcoin đã làm 12 năm Bitcoin đã là một phần của thị chứng khoán Công ty quốc gia lưu trữ Bitcoin như là tài sản Công ty quốc gia đâu có lưu trữ stem đâu Và các bạn được stem cũng đâu có giao dịch trên chứng khoán đâu Làm sao mà so sánh như vậy được Trong khi mà Bitcoin cũng đã 12 năm liên tục rồi Ngày càng lớn mạnh Và một điều nữa đó Thường muốn chia sẻ với các bạn là Thường đó thì có một cái suy nghĩ Là giống như là suy nghĩ này của thống đốc Của ngân hàng Thụy Điển Nói là Bitcoin đó sẽ thất bại và sẽ sụp đổ khi mà những quốc gia họ cùng nhau để mà đàn áp Bitcoin thì đây là một trong những cái suy nghĩ thường cảm thấy là không có đúng. Tại vì các bạn nên nhớ là lần cuối cùng các bạn nhớ là tất cả quốc gia cùng đồng lòng để làm một cái gì đó là khi nào? Thống thể chia sẻ với các bạn là chưa bao giờ. Các bạn thấy được là trên thế giới này đã có rất nhiều quốc gia và những cái việc cực kỳ quan trọng nhưng quốc gia còn không có đồng lòng nữa như là các bạn nói tới bảo vệ môi trường các bạn nói tới là bảo vệ nhân quyền các bạn nói tới là chống dịch mới đây thì các bạn đều là mỗi nước có một cách chống dịch khác nhau và không nước nào giống nước nào và không nước nào chấp nhận cách chống dịch nước nào hết thì các bạn thấy được là đây là cái tình hình của thế giới trên căn bản các bạn thì được là thế giới là một cái game theory rất là lớn có nghĩa là cái lý thuyết game áp dụng trên thế giới rất là mạnh và chúng ta thấy được là những cái việc quan trọng như vậy những quốc gia còn không đồng lòng thì tới khi nào họ mới đồng lòng để mà không chấp nhận crypto không nhận bitcoin trong khi mà bitcoin crypto có thể mang đến lợi nhuận cho quốc gia của họ họ không làm người khác cũng sẽ làm thì làm sao mà có chuyện đó xảy ra đó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn khi mình đọc cái tài liệu liên quan tới thống đốc ngân hàng thụy điển à, nói là bitcoin sẽ thất bại cũng giống như là các bạn nghĩ đi các bạn đi cắt tóc thì các bạn hỏi cái người cắt tóc đó tóc tôi có dài hay không thì các bạn nghĩ họ sẽ trả lời như thế nào và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thường cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này và thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng, xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là Telegram Channel, Facebook hay là Twitter theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất cũng như là những bên nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là các bạn có thể nhận được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Bybit hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn Fashion Moon XBT các bạn đều có thể nhận được những cái bonus như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và bấm vào cái nút màu vàng trên màn hình để các bạn có thể tìm hiểu rút tín hiệu trade miễn phí cũng như là các bạn tìm hiểu những cái bonus của những sàn như là sàn Asenix hay là sàn Fearhub cũng như là các bạn là một người ở Hoa Kỳ thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase hay là sàn Binance US đây là sự lựa chọn cho những người nào mà sống ở Hoa Kỳ và thích giao dịch altcoin cũng như là các bạn có thể tìm hiểu những cái ứng dụng như là BlockFi đây là ứng dụng lên nên có lại cũng như crypto khoa nhiều bạn cũng đã biết và một lần nữa thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn